Một chương trình với những trích đoạn kịch nổi tiếng và những bản nhạc dân ca Nga do các bạn sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu Nga trình diễn đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong những buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp của các bạn sinh viên Trường Đại học Sân khấu Nga. Nhìn những hình ảnh này, khán giả rất khó để nhận ra các bạn trẻ này đều là những sinh viên năm cuối. Buổi biểu diễn là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2017. Đây cũng là dịp để sinh viên, giảng viên ngành nghệ thuật của hai nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp các bạn sinh viên được trải nghiệm thực tế trên sân khấu chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là điểm đến đối với các bạn trẻ Việt Nam yêu ngôn ngữ và văn hóa Nga. Khi mà em xem thì em biết được rằng là đây là một cái trường đại học về sân khấu điện ảnh rất là lớn, có thể nói là lớn nhất của Nga. Thế và tất cả các sinh viên biểu diễn là sinh viên năm cuối và đều là những sinh viên rất tài năng. Thế và chính vì thế cho nên là đây là một cái cơ hội để cho các sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam cũng như là các bạn Việt Nam nói chung có thể có cái cơ hội giao lưu và học tập với các bạn Nga. Trong cái chương trình hợp tác quốc tế nói chung của Việt Nam, thì đối với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay thì cái hội nhập quốc tế của Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung và trong đó có nước Nga và cái sự hợp tác quốc tế của thanh niên hai nước từ cái giao lưu nghệ thuật thì cũng là một cái sự giao lưu giữa hai nước cả cái việc học tập sau này cũng như là cái việc hợp tác quốc tế giao lưu văn hóa nhưng ở đây trên nền tảng văn hóa nhưng cũng là giao lưu kinh tế và giao lưu hợp tác quốc tế nói chung của tuổi trẻ Việt Nam với nước Nga. Cũng nhân dịp này, Trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu Nga và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực hoạt động sáng tạo để góp phần vào việc tăng cường và phát triển quan hệ văn hóa giữa Nga và Việt Nam.